Thôi là học đi con. Không. Hôm nay nhiều bài tập lắm con ạ. Con không học đâu. Đây này, bài này ba lỗi đây này. Xuôi. Làm đi con. Không. Con ơi, mấy giờ mà con mới định học đây? Nhanh lên. Đây này, cô đang bảo, cô bảo về chữa bài đây này. Bài sai nhiều quá, cả toán cả tiếng Việt này. Ngồi đây mẹ đi lên, mẹ dạy con học đi lên. Không. Ôi, lại viết sai đi rồi. Cái này con phải viết xuống dưới chứ đúng không? Mà cái chữ này con viết to, sao chữ này con viết bé tí nhỏ hơn cả cái mô hình của con thế? Con viết lại cho mẹ đi. Xuôi. Bây giờ con có học được không? Con có muốn học không? Bây giờ con có tập trung học được không? Con có muốn học được không? Con muốn học hay con muốn đi ra ngoài? Con muốn đi ra ngoài. Xuân nhà mình thì năm nay vào lớp 1, mà con thì thực sự là không có chút hứng thú nào với việc học. Mình cũng rất là mệt mỏi và mỗi lần dạy con học thì nó như là một cuộc chiến vậy. Mình đã thử nhiều cách để giúp con hứng thú hơn với việc học, như là sách vở này, hoặc là có những phần thưởng này, hoặc cả có những cái phần có những cái hình phạt, nhưng mà con vẫn luôn từ chối việc học ở nhà. Con đi vào học đi con. Không, con đứng ở đây rồi. Xu ơi, rất là mất thời gian buổi tối. Bây giờ con có đi vào học không? Không. Tại sao lại không muốn học? Con không muốn học đâu, con chán học đâu. Đi vào học với mẹ hôm nay mẹ sẽ dạy con. Thì thực sự là mình cũng không biết là vấn đề là ở con hay là ở bản thân mình chưa có cái phương pháp phù hợp với con. Mình cũng đã dành rất nhiều thời gian để lên mạng tìm hiểu các cái phương pháp học để áp dụng cho con mình, nhưng mà đều không được kết quả như mong muốn. Thì mình cũng có chia sẻ cái vấn đề của mình đang gặp phải với bạn bè của mình, những người cũng đang trong cái lứa tuổi mà có con đi học tiểu học. Thì mọi người đúng là ai cũng gặp vấn đề, bởi vì các bé thì vẫn đang cái tuổi mải chơi và không yêu thích trong việc học. Vì thế cho nên là con cần một cái người đồng hành thân thiết và có cái phương pháp để dịu dàng con hơn là bố mẹ. Vì thế là mình cũng được bạn mình mách cho phương pháp học online tại nhà với chương trình học mãi, và mình cũng đã thử tìm hiểu và sẽ áp dụng cho con phương pháp học này. Khi mà sử dụng cái khóa học này thì mình cảm thấy bé đầu tiên có cái sự thay đổi, đấy là bé dần hứng thú hơn việc học. Con không từ chối mình mỗi lần mà mình gọi con vào học nữa, mà con rất hứng thú với việc học. Bên cạnh đó là con không còn cái sự không tập trung hay là những lý do để hứng thú việc học. Vì từ một bạn là khá là hiếu động này, bạn cũng khá là mất tập trung, và cô cũng có những lời chia sẻ, thì đến bây giờ thì mình nhận được những lời khen từ cô giáo về việc con có sự tiến bộ trong học tập. Từ cái việc tiến bộ của con trong học tập thì làm cả gia đình rất là vui, và thực sự là rất cảm ơn khóa học học mãi tiểu học, các thầy cô đã giúp cho con tiến bộ hơn. Khóa học này thì được thiết kế theo dạng là vừa học vừa chơi, giúp cho các con tiếp xúc với kiến thức học một cách rất là nhẹ nhàng và thoải mái, không bị áp đặt, nhưng mà con vẫn đạt được hiệu quả cao cho bé khi bé học tại nhà. Bên cạnh nữa là nội dung chương trình khóa học thì chuẩn theo chương trình Bộ Giáo dục. Chính vì vậy mà các mẹ không sợ con học ở nhà khác với cô dạy trên lớp, và mình hoàn toàn có thể yên tâm cho con học theo chương trình này. Lúc đầu học thì vì chưa quen cho nên là bạn nhà mình nói rằng có thể các cô dạy hơi nhanh, nhưng mà sau một thời gian thì mình thấy là khi con đã làm quen với chương trình học thì bé rất là ok và càng ngày càng tỏ ra hứng thú. Có một điều đặc biệt của khóa học đó là có cả phần ôn luyện và có những email thông báo kết quả học tập. Vì vậy là phụ huynh chúng mình rất là dễ dàng nắm bắt được tình hình học tập của con có cải thiện hay là tiến bộ hơn trước hay không.